Hello, chào mừng mọi người đã đến với buổi livestream trực tiếp của Miyako Home nha. Cả nhà ơi, và vào xem livestream của Miyako Home hôm nay nào cả nhà ơi. Hôm nay vẫn là lại là một cái chương trình sale đặc biệt đến từ Miyako Home đây. Nhưng mà cái sản phẩm hôm nay thì nó sẽ có thể là nó đặc biệt hơn một xíu ha. Thì cả nhà cứ nhìn đi, một lát mình sẽ nói rõ hơn về cái dòng sản phẩm này ha. Vào xem đi cả nhà. Hello mọi người. Xem đi cả nhà ơi. Hello Chi Nguyễn, chào bạn như bạn Chi Nguyễn ơi. Hôm nay Miyako Home lại tiếp tục số tiếp theo, tiếp tục cái chương trình sale sập sình nữa. Nhưng mà hôm nay sẽ không sale về tinh dầu nha. Hôm nay sẽ sale về cái dòng sản phẩm khác, thì bạn nhìn thì bạn chắc cũng đã đoán được rồi đó đúng không? Mình cứ vào xem luôn đó, mình sẽ nói rõ hơn ha. Hello cả nhà. Chia sẻ livestream đi cả nhà ơi, hôm nay Miyako Home lại sale nữa đây cả nhà ơi. Miyako Home lại sale sập sình nữa đây. Hello chào Thanh Hồng. Chào Thanh Hồng nha bạn. Hôm nay sale gì vậy shop? Thanh Hồng ơi, hôm nay sale đặc biệt nha, không phải là sale tinh dầu nữa nha. Thanh Hồng cứ chia sẻ và kêu gọi mọi người vào xem livestream đi. Một lát mình sẽ nói sơ lược về cái chương trình sale hôm nay và cái sản phẩm hôm nay mà bây giờ có hôm sale đến cho mọi người ha. Rồi. Hello, hello cả nhà yêu. Vào mọi người ơi, vào nhanh lên mọi người ơi. Cái chương trình này là sale sập sình nữa đây. Một cái chương trình này hôm nay là chắc chắn là rất là nhiều bạn thích luôn. Dạ em chào chị Huệ Huỳnh nha. Chào chị Huệ Huỳnh ạ. Chị Huệ Huỳnh ơi, nhanh nhanh tay share livestream cho em. Chị Huệ Huỳnh share livestream cho em đi ạ. Share livestream và mời gọi mọi người cùng vào xem livestream đi chị ơi. Rồi, cả nhà ơi. Hello mọi người nha. Được xem đang tăng này cả nhà ơi. Cả nhà nhanh chóng share livestream đi. Share livestream nhiều vào để mọi người vào xem nhiều đi. Mình sẽ công bố cái cuộc livestream hôm nay là nói về cái sản phẩm gì và xem như thế nào ha cả nhà. Và mình xin bật mí luôn là những dòng sản phẩm sale hôm nay là số lượng có hạn nha cả nhà, số lượng có hạn nha cả nhà ơi, còn rất là ít luôn, mà chỉ sale cho những khách hàng nào nhanh tay đến với Miyako Home trước thôi. Sẽ livestream cho em đi anh. Cảm ơn Danny rất nhiều ạ. Đợi mình một xíu nha mọi người, đợi một xíu nha cả nhà. Nhanh mọi người ơi, nhanh mọi người ơi, vào vào xong cái xem livestream mình mọi người. Thì mọi người cũng đã vào một cái số lượng là tương đối rồi. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái những cái sản phẩm mà sale hôm nay ha. Thì hôm nay Miyako Home sẽ sale những cái dòng sản phẩm là nến thơm. Đặc biệt chỉ duy nhất trong livestream ngày hôm nay thôi, Miyako Home sẽ sale nến cho tất cả mọi người nha. Đây. Đây là nến thơm đến từ Miyako Home nha cả nhà. Đây một cốc nến như thế này rất là sang trọng của nhà mọi người ơi. Hôm nay sẽ sale cái giá như thế nào đây, giá gốc như thế nào đây. Và mình sẽ báo luôn là giá gốc của cái nến là 290k nha cả nhà. Và không biết là hôm nay Miyako Home sẽ sale cho mọi người như thế nào thì mọi người cứ hãy tiếp tục theo dõi livestream ha. Ít phút nữa thôi mình sẽ công bố cái giá trị của hôm nay Miyako Home sale sẽ
sẽ còn là giá bao nhiêu để cho tất cả mọi người cùng xem nha. Và mình xin nhắc lại là số lượng có hạn nha, số lượng có hạn luôn ạ. Rồi. Cảm ơn anh Nhân. Thơm không sếp ơi, dĩ nhiên là phải thơm nha anh, đến từ đến sản phẩm đến từ miền của thơm, dĩ nhiên là phải thơm nha, và chắc chắn là thơm và luôn luôn là như vậy. Đến thơm đến từ miền của thơm thì anh không còn phải quá lo ngại về cái vấn đề thơm là không thơm đâu, vì bởi vì nến nó hãng nào cũng vậy thôi, nhưng mà miền của thơm là chắc chắn sẽ đặc biệt hơn, bởi vì nến là có mùi nước hoa nha, khi mà đốt lên thì những cái hương nước hoa nó sẽ lan tỏa khắp phòng của anh luôn, cho nên là anh đừng có lo ngại vấn đề đó, anh cứ chia sẻ lại khi mà kêu gọi mọi người cùng vào săn xe với mình đi. Và em cũng sẽ nói luôn là em cũng sẽ công bố với tất cả mọi người luôn là hôm nay trên cái livestream này, chỉ 1 giờ đồng hồ trên livestream thì thôi, Miyako Home sẽ sale cái cốc nến như thế này 290k, sale còn 199k thôi cả nhà ơi, em xin nhắc lại là 290k, sale chỉ còn là 199k thôi, và đặc biệt số lượng nến là chỉ còn 36 thôi nha cả nhà. Đến hiện tại là chỉ còn 36 nè, còn 36 nến lẻ như thế này thôi, 290 còn 199 chỉ áp dụng diện tích livestream thôi. Ok. Ok anh Nhân Nguyễn nha. Có tặng quà các bạn ơi. Dạ anh Nhân Nguyễn ơi, thì em nói luôn là hiện tại là hôm nay là Miyako sale sale là chỉ sale những cái dòng nến như thế này thôi, và số lượng có hạn là 36 nha. Hiện tại còn 36 nến là Miyako Home sẽ sale chỉ 36 nến đầu tiên cho 36 người đặt hàng nhanh nhất, những khách hàng may mắn đặt hàng nhanh nhất rồi ạ. Và hiện tại là không có chương trình tặng quà nha, bởi vì cái quá sale này nó đã quá hồi rồi, không có chương trình tặng quà thêm nữa. Nến bên mình là mùi gì vậy sớm? Rồi ok thì mình cũng sẽ nói luôn nha. Hiện tại là đến 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 ở bên Miyako Home thì là sẽ có 3 mùi là Aqua, Iris với lại Score. Là Aqua là cung bọ bình, Iris là cung bạch dương, và Scorpius là cung bò cạp. Và cái mùi của nó y chang như cái mùi tinh dầu nó cả nhà ơi. Cái mùi của nó y chang như cái mùi tinh dầu thôi, nhưng mà chỉ là nó có pha nó làm nên là nó có pha với lại sáp cỏ, làm từ sáp cỏ và những cái hương tinh dầu đó, thì mọi người đốt lên thì cái mùi nó vẫn y chang như mọi người sử dụng tinh dầu thôi. Nhưng mà nến đó mọi người đốt thì với là nhiều bạn là hít nến là đốt nến nó sẽ sang hơn rất là nhiều đúng không nào. Đây nến như này, một bữa ăn tối rồi một bữa tiệc của nó mình đốt nến như thế này thì chắc hẳn là rất là đẹp, rất là sang luôn nha cả nhà yêu ơi. Còn chần chừ gì nữa, Aris Aqua Sico sale đồng giá 290k sẽ còn 199k trong livestream ngày hôm nay thôi, và đặc biệt chỉ áp dụng cho 36 khách hàng may mắn đầu tiên. 36 khách hàng may mắn đầu tiên đặt những cái nến này sẽ được giảm giá 199k, còn 36 khách này, còn những người tiếp theo sẽ không được áp dụng trong cái chương trình này nha cả nhà. Hướng dẫn cách sử dụng đi shop bạn Lan Hương. À bạn Lan Hương ơi, thì mình sẽ nói luôn ha, tại vì khi mà livestream á, người người ta sẽ hạn chế là đốt lửa nha, cho nên là mình sẽ nói về cái cách sử dụng nó kỹ hơn, và mình sẽ không thực hành nha bạn. Thì cái nến này thì như mọi người thấy đây, đây là cái ruột nến và đây là cái tim nến đây, thì như như những cái nến bình thường khác thôi, khi mà mọi người mở ra mọi người ngửi hương ở trên cái nắp nến như thế này thì cái hương nến nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều. Mọi người ngửi hương trên lưu hương trên cái nắp này thì cái hương nến là nó sẽ chuẩn, và khi mà mọi người mở ra thì mọi người chỉ cần đốt cái tim thì thôi. Và khi mà mọi người đốt tim á thì mọi người hãy canh để mọi người kéo tim lên để cho cái tim nó không bị cháy khét, và những lần sau thì mọi người nên cắt bỏ những cái tim cũ đi, như thế là nó đã ok rồi. Và nến này thì một ngày mình chỉ nên đốt tầm 15 đến 20 phút thôi nha bạn, mình đừng có đốt nhiều quá 3 tiếng một ngày là được cho mình. Khi mà nến mình đốt liên tục thì mình sẽ sử dụng được 50 giờ rồi nha. Ok tiếp tục với lại câu hỏi của bạn Minh Anh. Rồi bạn Minh Anh đẹp trai nữa nè. Hướng dẫn. Ủa không, có free ship không sớm? À bạn Minh Anh ơi, hiện tại thì trong chương trình sale này có free ship nha bạn,
290k sẽ còn 199k và hỗ trợ free ship cho bạn luôn. Chỉ áp dụng cho 36 khách hàng may mắn đầu tiên đặt những cái dòng nến mini Jumbo Home này thôi. Hiện tại nến là sẽ có 3 mùi Aries, Aqua và lại Scorpius cho bạn. Khi mà bạn là một trong 36 khách hàng đầu tiên đặt thì bạn sẽ được hỗ trợ giảm giá còn 199k và free ship cho mình luôn nha. Cho nên là bạn thích hôm nào cứ vào chốt đơn nha bạn Minh Anh ơi. Nến này dùng được bao lâu vậy shop? À bạn ơi, như mình đã nói đó, nến này nếu như mà đốt liên tục thì có thể là dùng đốt liên tục thì là dùng được 50 giờ nha bạn. Đốt liên tục có thể dùng được 50 giờ. Và một ngày mình bạn đừng nên đốt quá 3 tiếng cho mình, đốt tầm 15 đến 20 phút là được rồi. Rồi. Nến đó là nến gì vậy shop? À nến nến đây là nến thơm bạn ơi, nến này làm từ sáp cỏ với những cái hương liệu thiên nhiên, giống như là tinh dầu của cô thơm vậy, nhưng mà nó có sáp cỏ ở trong, cho nên là bạn đốt lên thì nó sẽ thơm hơn rất là nhiều. Nếu mà bạn không chọn sử dụng tinh dầu thì bạn cũng có thể là chọn sử dụng nến cho cái không gian của mình, nó cũng rất là đẹp và thơm rất là nhiều cho không gian của mình ha. Rồi có mùi gì vậy? Mọi người ơi, mình vẫn luôn nhắc lại là hiện tại là nến thì sẽ có 3 mùi Aries, Aqua với lại Scorpius nha mọi người, là cung Bạch Dương, cung Bọ Mình với lại là cung cung Bò Cạp nha mọi người. Thì cái cung Bò Cạp thì cái mùi của nó là sẽ giống như là cái mùi của chai kiêu lần, cái mùi của nó giống như mùi chai kiêu lần, nó sẽ có gỗ hổ phách với lại hoa nhài và lily đó mọi người, cái mùi nó ngọt rất là tinh khiết luôn. Còn Aqua thì sẽ cái mùi nó sẽ là giống như là cái mùi của chai nước hoa một cực kỳ Aqua đó mọi người. Cái mùi đó là có gỗ tiết tùng với lại cam chanh bưởi, cái mùi nó rất là dễ chịu, cái mùi nó mang hơi hướng của biển. Và cuối cùng là mùi Aris, mùi Aris là làm cái mùi tôm phớt véo vẹt luôn mọi người ơi, cái mùi tôm phớt véo vẹt, anh chị nào mà sử dụng cái mùi tôm phớt rồi thì cái mùi Aris đến này đốt được y chang như thế. Đốt 15 phút thơm được bao lâu vậy shop? À bạn ơi, khi mà bạn đốt nến này trong 15 phút thì có thể là nó lưu hương là khoảng 2 giờ hoặc là nhiều hơn hoặc là ít hơn tùy theo cái không gian phòng mà bạn sử dụng hoặc là cái không gian của bạn sử dụng là ở hay là đóng nha bạn. Nhưng mà thường thì sẽ khoảng là rơi vào khoảng 2 tiếng. Ok thì mình sẽ đưa ra một cái dẫn chứng luôn là bạn nào mà đã từng sử dụng cái chai Tom Ford với vẹt này rồi thì đừng ngần ngại hãy chọn nến Aris cho mình. Bởi vì cái nến Aris cái mùi nó y chang như chai này nó các bạn ơi, y chang như là cái mùi chai Tom Ford thôi. Khi mà đốt lên thì cái mùi nó vẫn như vậy, bởi vì những cái dòng nước hoa, những cái dòng nến, những cái dòng nước hoa phát tán, những cái dòng nến nó mini cô hôm đều lấy cảm hứng từ những cái nước hoa đang mạnh trên thế giới hết. Cho nên là mọi người đừng có chần chờ và đừng có e ngại gì hết mà hãy vào xem livestream và săn về cho mình những cái sản phẩm có giá trị cũng như là những cái sản phẩm đang sale lớn đến từ mini cô hôm nha mọi người. Rồi chị Phương Trang hỏi nến đồng giá luôn hay sao shop ơi? Dạ vâng đúng rồi là chị Phương Trang ơi, hiện tại là bên em là nến sẽ có 3 mùi là đồng giá hết là 290k, sale chỉ còn 199k thôi ạ. Nhưng mà mọi người lưu ý nè, giá 199k đó là chỉ sale cho 36 khách hàng nhanh tay may mắn đầu tiên đặt hàng từ của Miyako Home thôi, còn những khách hàng về sau sẽ không được cái giá như thế đâu mọi người ơi, vẫn sẽ giữ giá gốc nha, chỉ áp dụng cho 36 khách hàng đầu tiên đặt hàng đặt đến từ Miyako Home thôi ạ. Mùi Aris là mùi gì vậy em? À chị Lưu Trang ơi, mùi Aris là mùi của cung Bạch Dương, cái mùi này thì nó là nó giống như là cái mùi của chai Tom Ford với vẹt vậy đó chị. Cái mùi này ấy, thì thành phần của nó là gồm có gỗ đàn hương, những cái hoa trắng nó mix lại với nhau với lại nó có một chút rượu rum nữa, cái mùi của nó thơm, nói chung là rất là dễ chịu, rất là sang như chị. Chị Thanh Phạm, chị từng mua tinh dầu bên em rồi thơm lắm. Dạ em cảm ơn chị Thanh Phạm rất nhiều ạ. Mizuno luôn 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 là mang đến những cái sợi giá trị thật và những cái giá trị sống động trong cái cuộc sống của mình, cho nên là mọi khách hàng đến với cô Home hãy yên tâm nha. Nói chung là tinh dầu và nến của Miyako Home tất cả là đều thơm, đều chất lượng ok hết. Cho nên là khi mà mọi người mua của Miyako Home, mọi người đừng có chần chừ hay là mọi người đừng có sợ gì cả. Bởi vì bên Miyako Home đã có giấy chứng nhận
xuất nhập những cái nguồn hàng từ châu Âu, những cái nguyên liệu từ châu Âu về để làm ra những cái dòng sản phẩm thiên nhiên tươi mới này đến với mọi người. Cho nên là mọi người đừng có chần chừ hết mà hãy đến với Bia Cô Hơn nha. Em cảm ơn chị rất nhiều vì đã tin tưởng và ủng hộ bên em ạ. Nến đốt nến hương có tác dụng gì không sớm? À thì bạn ơi, nói chung là các dòng nến thơm thì mình đốt là đều để cho căn phòng mình nó có hương thơm hơn, với lại là nhiều khi là đẹp hơn. Nhưng mà nến thơm bên cô hơn thì sẽ làm thêm những cái mùi là gọi là thiên nhiên, những cái mùi thiên về thiên nhiên, và những cái mùi đó nó giống như là những cái mùi nước hoa. Có thể là một phần nào đó nó giúp cho bạn relax tinh thần, nó giúp cho bạn thư giãn hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi, giảm stress một xíu, hoặc là bạn có thể trải nghiệm những hương thơm đó rồi bạn lấy nhiều cái cảm hứng hơn, hoặc là bạn sản sinh ra nhiều ý tưởng hơn cho cuộc sống của mình chẳng hạn. Cho nên là đừng chần chừ mà hãy vào livestream này, nhanh tay comment để lại số điện thoại và địa chỉ để được những cái set đến như thế này, giảm giá sale sập sình luôn, 290k sale chỉ còn 199k trong livestream rồi thôi cả nhà ơi. Nhắc lại là 290k sale chỉ còn 199k, áp dụng cho 36 khách hàng đầu tiên nha mọi người, chỉ áp dụng cho 36 khách hàng đầu tiên may mắn nhất thôi ạ. Thì sẽ được hỗ trợ giảm giá và free ship cho mọi người. Thì cả nhà nhanh tay lên, tại vì cái số lượng này là nó có hạn cả nhà ơi, chỉ có 36 khách hàng đầu tiên thôi. 36 khách hàng đầu tiên được săn những cái cốc nến thơm như thế này, trị giá 290 sẽ còn 199 free ship luôn. Cho nên là mọi người đừng chần chừ gì nữa. Và mình xin nhắc lại là hiện tại nến thơm mình sẽ có 3 mùi: Iris, Aqua với lại Score, tương ứng với lại là cung Bạch Dương, cung Bảo Bình và cung 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 bò cạp nha mọi người. Những cái mùi này đều rất là dễ chịu luôn, hay đi hương rất là dễ chịu luôn. Và đặc biệt khi mà mọi người đốt nến thơm, không những mà nó giúp cho căn phòng mình thơm hơn, nó giúp cho mình thư giãn hơn, mà nó còn tạo ra cái sự ấm áp cho căn phòng của mình nữa. Cho nên là đừng chần chừ gì nữa mà hãy đến với Mini Cô Hôm và lựa chọn về cho mình những cái cốc nến thơm sang xịn mịn xinh xắn như thế này nha cả nhà. Đây đây cả nhà ơi, quá sang luôn đúng không cả nhà, quá là ok luôn cả nhà ơi. Chị Nhã Nghi, đốt đốt nến nhiều quá có sao không anh? À Nhã Nghi ơi, thì cái dòng nến thơm này á, thì chỉ cần chị đốt ít hơn một ngày tầm 15 đến 20 phút thôi là nó đã giữ cho cái phòng mình được hương thơm tầm vài tiếng rồi. Và trước khi đi ngủ hoặc là buổi tối mình thích cái phòng mình có hương thơm thì mình cứ đốt cho em nào, mình cứ đốt tầm 15 đến 20 phút thôi, mình đừng có đốt quá nhiều. Nhưng khi mình đốt quá nhiều thì cái hương nó sẽ quá nồng nặc, mình sẽ không cảm nhận được cái hương thơm mà nến nó mang lại. Nói chung là nến thì nó sẽ có tác dụng kích cái sự tập trung, nó mang đến cái sự ấm áp cho căn phòng của mình hơn, và nó sẽ thư giãn, nó mang được một cái giấc ngủ ngon hơn cho mình hay hai chị. Cho nên là nến thì em chỉ khuyên chị là đốt một ngày đừng quá 3 tiếng cho em là được. Ok cả nhà yêu. U Trang, ship cho chị một nến aqua được không em? Rồi ok chị U Trang ơi. Nếu như mà chị muốn 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 ship một nến aqua thì nếu mà chị muốn ship một nến aqua thì chị có thể là để lại số điện thoại với lại địa chỉ trực tiếp vào livestream này, hoặc là chị có thể nhắn tin trực tiếp cho fanpage để fanpage có thể hỗ trợ chị và tư vấn cho chị một cách nhiệt tình nhất và chốt đơn gian hàng cho chị một cách sớm nhất nha chị. Em xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Chị Hút Trang là một vị khách hàng may mắn rồi đó. Không biết là còn những vị khách hàng nào may mắn để rinh những cái nến thơm này về nữa mà. Và mình xin nhắc lại là số lượng có hạn nha mọi người, chỉ 36 khách hàng đầu tiên thôi ạ. À, mua nến thơm thì cứ để lại số điện thoại cộng địa chỉ cho em nha. Số điện thoại cộng địa chỉ trực tiếp vào livestream này hoặc là nhắn tin trực tiếp vào fanpage cho em, thì bên bên cô Hâm sẽ hỗ trợ mọi người chốt được một cách nhanh nhất và giao cho một cách nhanh nhất có thể ha. Quá thơm luôn cả nhà ơi. Phải khi mà mình có thể đốt được đó là mình đốt cho cả nhà xem, đó là khi mà cái nến này nó cháy lên là nó sẽ còn đẹp như thế nào nữa.
Tại vì trên livestream thì không có được đốt lửa cả nhà, nhưng mà livestream mà đốt lửa thì bị chặn nha cả nhà. Quá thơm cả nhà ơi. Tại mình vừa ngưỡng cái mùi xì cò cả nhà, quá là đỉnh luôn. Rồi tiếp theo anh Khoa Nguyễn, nến có tác dụng gì vậy sớm? À, anh Khoa Nguyễn ơi, thì em xin nói luôn là nến thơm ấy thì nó có nhiều tác dụng lắm anh. Thứ nhất là nó sẽ thư giãn cho mình. Những ai mà bị stress ấy, thì có thể là khi mà mình đốt nến lên, mình cảm nhận cái hương thơm từ nến thì nó có thể là giúp mình giảm stress nào. Ngoài ra là nó có thể khử mùi nè. Rồi khi mà mình chọn cái mùi nến thơm ấy, thì nó cũng thể hiện được cái tính cách, thì cái tính cách nó thể hiện tính tình của mình ở trong từng cái hương của nến ha. Thì ngoài những cái tác dụng nó ra thì nến nó còn có kích thích cái sự tập trung, nên nó giúp thư giãn, nó mang cái sự ấm áp cho căn phòng của mình và nó giúp mình ngủ ngon hơn. Đó là những cái tác dụng của nến thơm. Cho nên là anh đừng chần chừ gì nữa mà hãy chốt đơn những cái nến thơm này trong livestream hôm nay của Miyako Home đi nha anh. Bởi vì chỉ duy nhất trong livestream ngày hôm nay thôi, Miyako Home sale lớn là 290k, sale chỉ còn 199k thôi, và đặc biệt là free ship cho 36 khách hàng may mắn đầu tiên nha. Cho nên là anh đừng chần chừ gì nữa mà hãy vào và tham khảo những cái dòng nến em. Hiện tại nến này thì chỉ có 3 mùi thôi, Aris, Aqua và lại Score. Cho nên là anh hãy nhanh tay chọn những cái mùi mình yêu thích nha. Thì mình sẽ nói luôn là mùi Aris, Aris thì sẽ thơm là mùi gỗ gỗ đàn hương, mùi hoa trắng với lại mùi rum. Cái mùi nó giống như là cái mùi của chai Tom Ford với vẹt đó mọi người. Nó thơm rất là sang, nó thơm bừng cái mùi hoa trắng lên luôn. Còn cái mùi Aqua, Aqua thì nó là một trong những mùi mát ở bên mình. Cái mùi Aqua đó nó sẽ là cái mùi của chai mật cơ ghi Aqua đó mọi người. Thì nó có gỗ tiết tùng với lại cái vị còn đắng canh chanh bưởi. Khi mà mọi người ngửi cái mùi hương của Aqua thì mọi người có thể cảm nhận được là mọi người đang kiểu như ở một cái vùng biển nhiệt đới gì đó. Cái mùi nó rất là mát luôn, rất là trầm luôn. Còn Sico thì nếu mà mình anh chị nào đã từng dùng chai Kieu Lam rồi đó, chai Becker đó, thì chắc chắn là mọi người cũng đã biết cái hương thơm đó rồi. Cái hương thơm của nó thì nó từ gỗ phẫu phách với lại những hoa nhài lily, cho nên là nó ra một cái hương thơm rất là tinh tế, nó thơm và nó thơm tinh khiết của mùi hoa. Nó có một chút cái kiểu như là tinh nghịch ở trong, nhưng mà nó không thơm quá nồng, nó cũng không không có quá thơm gọi là ngọt, nó chỉ ngọt ngọt thanh tinh khiết của mùi hoa thôi. Cho nên là ba nến này sẽ có ba mùi đặc trưng riêng khác nhau cho mình lựa chọn luôn, và chỉ duy nhất trong livestream này sẽ được sale ra cả nhà ơi. 290k sale, 199k free ship cho mình luôn ạ. Chỉ 36 khách hàng đầu tiên thôi, cho nên là đừng chần chờ gì nữa, hãy share livestream và kêu gọi các bạn bè của mình vào để săn sale sập sình của mình video hôm ngay ngày hôm nay đi ạ. Chỉ một tiếng trong livestream thôi mọi người ơi. Chị Mai Hoa, nến nào 199k về sớm? À chị ơi, hiện tại thì ba mùi nến bên em luôn đó chị, ba mùi nến bên em là đều sale đồng giá hết, còn 199k thôi. Nhưng mà đặc biệt là chị sale cho 36 khách hàng đầu tiên đặt hàng thôi nha chị. Nếu như mà chị thích dùng nến và chị muốn trải nghiệm những cái hương nến bên Miyako Home thì chị hãy nhanh tay để số điện thoại cộng địa chỉ, hoặc là chị inbox trực tiếp với fanpage để fanpage có thể hỗ trợ tư vấn cái chị một cách nhiệt tình nhất có thể nha chị. Rồi nhanh tay đi chị ơi, bởi vì số lượng là có hạn, số lượng là có hạn chị yêu ơi. Không có cái chương trình nào mà sale hồi cái chương trình đến đâu, khi mà 36 khách hàng đã tiên đặt rồi là những cái nến sau thì nó sẽ trở về nguyên giá là 290k. Cho nên là ngay từ lúc này mọi người hãy nhanh tay, nếu như mà yêu thích những cái dòng nến thơm để đốt cho thơm phòng, thư giãn, relax cho bản thân mình, giúp khả năng tập trung hoặc là làm ấm cái phòng của mình hơn nữa, thì hãy nhanh tay comment vào trực tiếp cho team này, hoặc là nhắn tin trực tiếp vào fanpage để có thể được hỗ trợ một cách tốt nhất và bring về cho mình những cái set nến này với giá cực kỳ ưu đãi chỉ 199k thôi cả nhà ơi. Anh Bi Lê mùi nào thơm vậy sớm ơi? À anh Bi Lê ơi, thì như em nói đó, nến hiện tại là bên em là sẽ có ba mùi này, ba mùi là Aris, Aqua với lại Sico. Aris thì sẽ thơm sang trọng, thơm bừng mùi hoa trắng và lại mùi rum và rổ đàn hương. Còn Aqua thì sẽ là mùi mát bên em. Aqua thì nó sẽ là cái mùi giống mùi mật cơ gì đó, cái mùi mát, cái mùi của gỗ tiết tùng với lại cam chanh bưởi, cái mùi nó rất là dễ chịu và hơi hướng của biển ha. Còn Sico thì nó sẽ thơm là cái kiểu nó thơm thanh khiết, nó thơm mùi hoa, nó thơm mùi gỗ gỗ màu phách và hoa nhài lily và sâm bắc, nó thơm một cách tinh khiết và ngọt ngọt một xíu. Cho nên là tùy vào cái tính cách mà anh thích cái hương như thế nào thì em có thể là tư vấn cho mình ha. Anh thích mùi mát mát ý em. Dạ vâng ạ, nếu như mà anh thích cái mùi mát thì em khuyên anh là nên chọn cái mùi aqua cho mình ha.
Cái mùi aqua này là cái mùi mát bên em luôn, cái mùi nó rất là dễ chịu luôn nha. Ngoài rỗ tiết tùng, vị ngọt đắng của cam chanh mũi ra thì nó sẽ giúp cho anh là một có một cái cảm giác như là anh đang ở một cái vùng biển nhiệt đới đó, rất là tươi mát luôn, rất là tươi trẻ luôn. Nên là anh đừng chần chừ gì nữa mà hãy chốt đơn ngay cái mùi aqua này về cho mình nếu như anh thích những cái mùi mát như thế. Chị Tiên Huỳnh, chốt em một Aris với lại một Aqua đi shop ơi, có còn giảm giá không? Dạ còn chứ Tiên Huỳnh ơi. Vâng ạ. À, Tiên Huỳnh ơi, bạn 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 hãy nhanh chóng đi vào fanpage của shop hoặc là bạn comment trực tiếp vào livestream thì nha, bạn comment trực tiếp hoặc là nhắn tin lại vào fanpage của shop, số điện thoại cộng địa chỉ đi để shop có thể tư vấn và hở lên đơn và giao hàng cho bạn một cách nhanh nhất nha bạn Tiên Huỳnh ơi. Sẽ chúc cho bạn Tiên Huỳnh một Aris và một Aqua luôn nha bạn Tiên Huỳnh. Bạn cứ vô nhắn tin trực tiếp vào fanpage để bạn Tiên Huỳnh ơi, shop bây giờ cô Hôm sẽ hỗ trợ cho bạn hết mình luôn ha. Rồi Đạt Bùi, mùi Aris có giống như chai nước hoa lúc nãy không em? Dạ giống cho anh Vân ạ. À, em xin đính chính là rất là giống với nhà, có thể là 99% luôn nha. Đây ạ. À, đây chính là cái chai Tom Ford vế vẹt cho mọi người, cái mùi nến Aris nó y chang như thế luôn mọi người ơi. Nó là cái nó bởi vì á cái tinh dầu của nó đã làm ẩm đốt của chai Tom Ford rồi, nhưng mà khi mà làm nến này thì nó có sáp cọ nó phải đốt lên thì cái mùi nó vẫn giữ y chang như thế thôi nha anh Đạt mình ơi. Nhưng mà anh thích cái mùi thơm hương thơm của Tom Ford phế vẹt đó thì anh cứ chọn cái nến Iris cho em để đốt cho thơm và ấm nhà của mình anh nha. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Nến này dùng được bao lâu rồi sức? À bạn ơi, thì mình sẽ nhắc lại là nến này nếu như mà mình đốt liên tục có thể sử dụng là trong là 50 giờ, đốt liên tục trong 50 giờ. Nhưng mà một ngày mình khuyến cáo bạn đừng nên đốt quá 3 tiếng giúp mình là được ha. Một ngày bạn chỉ cần đốt 15 đến 20 phút trước khi bạn muốn căn phòng mình thơm hay là nó sẽ giữ luôn trong phòng mình tầm 2 đến 3 tiếng rồi. Cho nên bạn cứ thoải mái mà sử dụng nến ha. Cho nên là trong livestream này luôn 199k thôi, đốt liên tục 50 giờ quá hời luôn bạn yêu ơi. Bạn cứ vào nhắn tin trực tiếp cho fanpage để được tư vấn hỗ trợ cách nhiệt tình nhất nha. Tinh dầu có sale không shop? À chị ơi, thì hiện tại ở trong livestream này thì em chỉ Miyako Home chỉ gửi đến cái quà tặng đó là sale nến cho mọi người thôi nha, sale set nến cho mọi người thôi. Còn ngoài ngoài ra thì tinh dầu vẫn chưa có chương trình sale hả chị. Nếu mà như mà chị muốn săn sale tinh dầu thì chị có thể theo dõi trên cái trang fanpage của Miyako Home. Chị theo dõi thường xuyên, chị cập nhật tin tức thường xuyên thì có thể là Miyako Home sẽ thông báo cho mình về những cái chương trình khuyến mại sắp tới để chị có thể săn sale một cách nhanh nhất nha chị. Và hiện tại thì trong livestream này thì em chỉ sale nến thôi, thì cô không chỉ sale nến thôi, 290k sẽ còn 199k cho 36 khách hàng may mắn đầu tiên thôi ạ. Một hũ nến vậy là bao nhiêu vậy sếp? Thì như em vừa nói đó, hiện tại là nến đã được độc giá hết luôn anh, chỉ 199k thôi ạ. Hiện tại trong livestream này sẽ sale 290 còn 199k free ship cho mình luôn ạ. Và số lượng có hạn nha mọi người, nhắc lại là số lượng có hạn, chỉ 36 khách hàng may mắn đầu tiên thôi. Cho nên là mọi người hãy nhanh chóng vào xem livestream và chốt đơn cho mình những cái mùi hương mà mình yêu thích nha. Rồi cả nhà ơi, cả nhà hãy vào đi cả nhà. Rất rất là thơm luôn nha cả nhà. Ba mùi này Aris Aqua Sicon hôm nay sale rồng giá 199k luôn cả nhà ơi. Cả nhà nào mà thích đốt nến thơm thì cứ vào inbox trực tiếp hoặc là comment trực tiếp vào trong livestream này, để lại số điện thoại địa chỉ cho để lên số điện thoại địa chỉ cho mình đi. Mình và hệ thống fanpage của Vietcom Home sẽ hỗ trợ các bạn hết mình, tư vấn các bạn hết mình để lên đơn và nhanh cho các bạn một cách nhanh nhất luôn nha. Chỉ trong livestream hôm nay thôi 290k sẽ còn 199k thôi mọi người ơi. Quá hời cho một cốc nến như thế này luôn. Rất là thơm luôn nha cả nhà. Đây. Đây rất là thơm luôn cả nhà ơi. Không cái nào mà được ngoài ra. Đây ngoài ra trên cốc nến còn còn có ghi tên sản phẩm nữa cả nhà. Cho nên không sợ nhầm nha cả nhà ơi. Đây một cốc nến rất là xinh xắn như thế này đây. Chỉ 199k trong livestream này thôi. Nhanh tay nào cả nhà ơi, nhanh tay nào. Chốc nến chỉ có ba mùi này thôi hả sếp? Bạn Hoàng Nguyễn, đúng rồi bạn ơi, đúng rồi bạn Hoàng Nguyễn ơi. Hiện tại là trong livestream này thì mình sẽ sale ba hương này, mình sẽ sale ba hương này là Aris Aqua và Lexico, đồng giá là 199k nha bạn. Nếu như mà bạn thích nến thơm thì có thể là inbox trực tiếp cho fanpage để fanpage tư vấn cho bạn về những cái dòng nến này và chốt đơn như một cách nhanh nhất nha. Biết được được bạn là những khách hàng may mắn trong 36 khách hàng rồi sao, bạn sẽ được giảm giá 199k nha bạn ơi.
Đây, tiếp tục. Đến quá đẹp luôn phải không cả nhà? Mình dùng nến bên Miyako rồi, thơm lắm ạ. À. Dạ vâng ạ, à, cảm ơn bạn Mỹ Lan ạ. À. Chắc chắn là bạn bạn đã có một trải nghiệm tuyệt vời với lại những cái dòng sản phẩm đến Miyako hơn rồi đúng không nào? Cho nên là mong là trong thời gian sắp tới bạn hãy tiếp tục ủng hộ Miyako hơn bạn nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hôm nay sale nữa hả sếp? Đúng rồi Mỹ Lan ơi, hôm nay nến này mình sale nè. Hôm nay nếu mình sale nè, có thể là mình được bạn mua là 290k nhưng mà hôm nay mình sale là 199k thôi. Cho nên là bạn hãy nhanh tay vào đặt hàng ngay như Mỹ Lan. Nếu mà bạn thích nến và nến cũ hết rồi, bạn hãy nhanh tay vào đặt hàng nến mới để dùng ngay. Chỉ còn 199k free ship cho bạn thôi. Rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người rất nhiều đã vào xem livestream hôm nay của Mikiko Home nha mọi người ơi. Chia sẻ livestream đi. Hello, chào mừng mọi người đã đến với buổi livestream trực tiếp của Mikiko Home nha. Cả nhà ơi, vào xem livestream của Mikiko Home hôm nay nào cả nhà ơi. Hôm nay vẫn là lại là một cái chương trình sale đặc biệt đến từ Mikiko Home đây. Nhưng mà cái sản phẩm hôm nay thì nó sẽ có thể là nó đặc biệt hơn một xíu ha. Thì cả nhà cứ nhìn đi, một lát mình sẽ nói rõ hơn về cái dòng sản phẩm này ha. Còn xem đi cả nhà. Hello mọi người. Xem đi cả nhà ơi. Hello Chi Nguyễn, chào bạn như bạn Chi Nguyễn ơi. Hôm nay Mini Home lại tiếp tục số tiếp theo, tiếp tục cái chương trình sale sập sình nữa. Nhưng mà hôm nay sẽ không sale về tinh dầu nha. Hôm nay sẽ sale về cái dòng sản phẩm khác thì bạn nhìn thì bạn chắc cũng đã đoán được rồi đó đúng không? Mọi người cứ vào xem luôn đó mình sẽ nói rõ hơn ha. Hello cả nhà. Chia sẻ livestream với cả nhà ơi, hôm nay Mini Home lại sale nữa đây cả nhà ơi. Mini Home lại sale sập sình nữa đây. Hello chào Thanh Hồng. Chào Thanh Hồng nha bạn. Hôm nay sale gì vậy shop? Thanh Hồng ơi, hôm nay sale đặc biệt nha, không phải là sale tinh dầu nữa nha. Thanh Hồng cứ chia sẻ và kêu gọi mọi người vào xem livestream đi. Một lát mình sẽ nói sơ lược về cái chương trình sale hôm nay và cái sản phẩm hôm nay mà bây giờ có hôm sale đến cho mọi người ha. Rồi. Hello, hello cả nhà yêu. Vào mọi người ơi, vào nhanh lên mọi người ơi. Cái chương trình này là sale sập sình ở đây. Một cái chương trình này hôm nay là chắc chắn là rất là nhiều bạn thích luôn. Dạ em chào chị Huệ mình nha. Chào chị Huệ mình ạ. Chị Huệ mình ơi, nhanh nhanh tay share livestream cho em. Chị Huệ mình share livestream cho em đi ạ. Share livestream và mời gọi mọi người cùng vào xem livestream đi chị ơi. Rồi, cả nhà ơi. Hello mọi người nha. Được xem đang tăng này cả nhà ơi. Cả nhà nhanh chóng share livestream đi. Share livestream nhiều vào để mọi người vào xem nhiều đi. Mình sẽ công bố cái cuộc livestream hôm nay là nói về cái sản phẩm gì và xem như thế nào ha cả nhà. Và mình xin bật mí luôn là những dòng sản phẩm sale hôm nay là số lượng có hạn nha cả nhà, số lượng có hạn nha cả nhà ơi, còn rất là ít luôn, mình chỉ sale cho những khách hàng nào nhanh tay đến với Mikiko Home trước thôi. Cảm ơn Danny rất nhiều ạ. Đợi mình một xíu nha mọi người, đợi một xíu nha cả nhà.
nhanh mọi người ơi vào và săn cái xe dung lai chia mình mọi người thì mọi người cũng đã vào một cái số lượng tương đối rồi, thì hôm nay mình sẽ nói về cái những cái sản phẩm mà sale hôm nay ha. Thì hôm nay Miyako Home sẽ sale những cái dòng sản phẩm là nến thơm, đặc biệt chỉ duy nhất trong live stream ngày hôm nay thôi, Miyako Home sẽ sale nến cho tất cả mọi người nha. Đây là nến thơm đến từ Miyako Home nha cả nhà. Đây, một cốc nến như thế này rất là sang trọng nha mọi người ơi. Hôm nay sẽ sale cái giá như thế nào đây, giá gốc như thế nào đây. Và mình sẽ báo luôn là giá gốc của cái nến là 290k nha cả nhà. Và không biết là hôm nay Miyako Home sẽ sale cho mọi người như thế nào thì mọi người cứ hãy tiếp tục theo dõi livestream ha. Ít phút nữa thôi mình sẽ công bố cái giá trị của hai Miyako Home sale sẽ còn là giá bao nhiêu để cho tất cả mọi người cùng xem nha. Và mình xin nhắc lại là số lượng có hạn nha, số lượng có hạn luôn ạ. Rồi. Cảm ơn anh Nhân thơm không sớm ơi. Dĩ nhiên là phải thơm nha anh, đến tới để sản phẩm đến từ Miyako Home dĩ nhiên là phải thơm nha, và chắc chắn là thơm và luôn luôn là như vậy. Nến thơm đến từ Miyako Home thì anh không cần phải quá lo ngại về cái vấn đề thơm là không thơm đâu. Vì bởi vì nến nó hãng nào cũng vậy thôi, nhưng mà Miyako Home là chắc chắn sẽ đặc biệt hơn, bởi vì nến là có mùi nước hoa nha. Khi mà đốt lên thì những cái hương nước hoa nó sẽ lan tỏa khắp phòng của anh luôn, cho nên là anh đừng có lo ngại vấn đề đó. Anh cứ chia sẻ lại khi mà kêu gọi mọi người cùng vào săn sale với mình đi. Và em cũng sẽ nói luôn là em cũng sẽ công bố với tất cả mọi người luôn là hôm nay trên cái livestream này, chỉ 1 giờ đồng hồ trên livestream thì thôi, Miyako Home sẽ sale cái cốc nến như thế này 290k, sale còn 199k thôi cả nhà ơi. Nhắc lại là 290k, sale chỉ còn là 199k thôi. Và đặc biệt số lượng nến là chỉ còn 36 thôi nha cả nhà. Nến hiện tại là chỉ còn 36 nè, còn 36 nến lẻ như thế này thôi, 290 còn 199 chỉ áp dụng diện tích cho livestream thôi. Ok, anh Nhân Nguyễn nha, có tặng quà các bạn ơi. Dạ anh Nhân Nguyễn ơi, thì nói luôn là hiện tại là hôm nay là Miyako sale là chỉ sale những cái dòng nến như thế này thôi, và số lượng có hạn là 36 nha. Hiện tại còn 36 nến là Miyako Home sẽ sale chỉ 36 nến đầu tiên cho 36 người đặt hàng nhanh nhất, những khách hàng may mắn đặt hàng nhanh nhất rồi ạ. Và hiện tại là không có chương trình tặng quà nha, bởi vì cái quá sale này nó đã quá hồi rồi, không có chương trình tặng quà thêm nữa. Nến bên mình là mùi gì vậy sớm? Rồi ok, thì mình cũng sẽ nói luôn nha. Hiện tại là nến 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 ở bên Miyako Home thì là sẽ có 3 mùi là Aqua, Iris với lại Score. Là Aqua là cung bọ bình, Iris là cung bạch dương, và Scorpius là cung bò cạp. Và cái mùi của nó y chang như cái mùi tinh dầu nó cả nhà ơi. Cái mùi của nó y chang như cái mùi tinh dầu thôi, nhưng mà chỉ là nó có pha nó làm nên là nó có pha với lại sáp cọ, làm từ sáp cọ và những cái hương tinh dầu đó, thì mùi đốt lên thì cái mùi nó vẫn y chang như mùi sử dụng tinh dầu thôi. Nhưng mà nến đó mọi người đốt á, thì với là nhiều bạn là hít nến là đốt nến nó sẽ sang hơn rất là nhiều đúng không nào. Đây nến như này, một bữa ăn tối rồi một bữa tiệc nó mình đốt nến như thế này thì chắc hẳn là rất là đẹp, rất là sang luôn nha cả nhà yêu ơi. Còn chần chừ gì nữa, Aris Aqua Sico sale đồng giá 290k, sale còn 199k trong livestream ngày hôm nay thôi. Và đặc biệt chỉ áp dụng cho 36 khách hàng may mắn đầu tiên, 36 khách hàng may mắn đầu tiên đặt những cái nến này sẽ được giảm giá 199k, còn 36 khách hàng, còn những người tiếp theo sẽ không được áp dụng trong cái chương trình này nha cả nhà. Hướng dẫn cách sử dụng đi shop bạn Lan Hương. À bạn Lan Hương ơi, thì mình sẽ nói luôn ha. Tại vì khi mà livestream á, người người ta sẽ hạn chế là đốt lửa nha. Cho nên là mình sẽ nói về cái cách sử dụng nó kỹ hơn và mình sẽ không thực hành nha bạn. Thì cái nến này thì như mọi người thấy đây, đây là cái ruột nến và đây là cái tim nến đây. Thì như như những cái nến bình thường khác thôi, khi mà mọi người mở ra, mọi người ngửi hương ở trên cái nắp nến như thế này, thì cái hương nến nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều. Mọi người ngửi hương, nhìn lưu hương trên cái nắp này thì cái hương nến là nó sẽ chuẩn.
và khi mà mọi người mở ra thì mọi người chỉ cần đốt cái tim thì thôi. Và khi mà mọi người đốt tim á thì mọi người hãy canh để mọi người kéo tim lên để cho cái tim nó không bị cháy khét, và những lần sau thì mọi người nên cắt bỏ những cái tim cũ đi, như thế là nó đã ok rồi. Và nếm này thì một ngày mình chỉ nên đốt tầm 15 đến 20 phút thôi nha bạn, mình đừng có đốt nhiều quá 3 tiếng một ngày là được cho mình. Khi mà nếm mình đốt liên tục thì mình sẽ skip được 50 giờ rồi nha. Ok, tiếp tục với lại câu hỏi của bạn Minh Anh. Trời ơi, bạn Minh Anh đẹp trai quá nè. Hướng dẫn, ủa không, có receipt không sớm? À, bạn Minh Anh ơi, hiện tại thì trong chương trình sale này có receipt nha bạn. 290k sale còn 199k thôi, và hỗ trợ free ship cho bạn luôn. Chỉ áp dụng cho 36 khách hàng may mắn đầu tiên đặt những cái dòng nến Mini Eco Home này thôi. Hiện tại nến là sẽ có 3 mùi Iris, Aqua và lại Scorpius nha bạn. Khi mà bạn là một trong 36 khách hàng đầu tiên đặt thì bạn sẽ được hỗ trợ giảm giá còn 199k và free ship cho mình luôn nha. Cho nên là bạn thích hôm nào cứ vào chốt đơn nha bạn Minh Anh ơi. Nến này dùng được bao lâu vậy shop? À bạn ơi, như mình đã nói đó, nến này nếu như mà đốt liên tục thì có thể là dùng đốt liên tục thì là dùng được 50 giờ nha bạn. Đốt liên tục có thể dùng được 50 giờ. Và một ngày mình bạn đừng nên đốt quá 3 tiếng, cho mình đốt tầm 15 đến 20 phút là được rồi. Rồi. Nến đó là nến gì vậy shop? À nến nến đây là nến thơm bạn ơi, nến này làm từ sáp cỏ với những cái hương liệu thiên nhiên, giống như là tinh dầu của cô thơm vậy, nhưng mà nó có sáp cỏ chậm, cho nên là bạn đốt lên thì nó sẽ thơm hơn rất là nhiều. Nếu mà bạn không chọn sử dụng tinh dầu thì bạn cũng có thể là chọn sử dụng nến cho cái không gian của mình, nó cũng rất là đẹp và thơm rất là nhiều cho không gian của mình ha. Rồi có mùi gì vậy? Ồ mọi người ơi, mình vẫn luôn nhắc lại là hiện tại là nến thì sẽ có 3 mùi Iris, Aqua với lại Scorpius nha mọi người, là cung Bạch Dương, cung Bọ Mình với lại là cung cung Bò Cạp nha mọi người. Thì cái cung Bò Cạp thì cái mùi của nó là sẽ giống như là cái mùi của chai Kiêu Lần, cái mùi của nó giống như mùi chai Kiêu Lần, nó sẽ có gỗ hổ phách với lại hoa nhài và lily đó mọi người, cái mùi nó ngọt rất là tinh khiết luôn. Còn Aqua thì sẽ cái mùi nó sẽ là giống như là cái mùi của chai nước hoa Bột Kogi Aqua đó mọi người. Cái mùi đó là có gỗ tiết tùng với lại cam chanh mũi, cái mùi nó rất là dễ chịu, cái mùi nó mang hơi hương của biển. Và cuối cùng là mùi Iris, mùi Iris là làm cái mùi tôm phớt véo vẹt luôn mọi người ơi, cái mùi tôm phớt véo vẹt, anh chị nào sử dụng cái mùi tôm phớt rồi thì cái mùi Iris nến này đốt là y chang như thế. Đốt 15 phút thơm được bao lâu vậy shop? À bạn ơi, khi mà bạn đốt nến này trong 15 phút thì có thể là nó lưu thì có thể là nó lưu hương là khoảng 2 giờ, hoặc là nhiều hơn hoặc là ít hơn tùy theo cái không gian phòng mà bạn sử dụng, hoặc là cái không gian của bạn sử dụng là ở hay là đóng nha bạn. Nhưng mà thường thì sẽ khoảng là rơi vào khoảng 2 tiếng. Ok, thì mình sẽ đưa ra một cái dẫn chứng luôn là bạn nào mà đã từng sử dụng cái chai Tom Ford với bạn này rồi thì đừng ngần ngại hãy chọn nến Iris cho mình. Bởi vì cái nến Iris cái mùi nó y chang như chai này đó các bạn ơi, y chang như là cái mùi chai Tom Ford thôi. Khi mà đốt lên thì cái mùi nó vẫn như vậy, bởi vì những cái dòng nước hoa, những cái dòng nến, những cái dòng nước hoa phát tán, những cái dòng nến nó Mini Eco Home đều lấy cảm hứng từ những chai nước hoa đang mạnh trên thế giới hết. Cho nên là mọi người đừng có chần chờ và đừng có e ngại gì hết, mà hãy vào xem livestream và săn về cho mình những cái sản phẩm có giá trị cũng như là những cái sản phẩm đang sale lớn đến từ Mini Eco Home nha mọi người. Rồi chị Thu Trang hỏi nến đồng giá luôn hay sao shop ơi? Dạ vâng, đúng rồi là chị Thu Trang ơi, hiện tại là bên em là nến sẽ có 3 mùi là đồng giá hết là 290k, sale chỉ còn 199k thôi ạ. Nhưng mà mọi người lưu ý nè, giá 199k đó là chỉ sale cho 36 khách hàng nhanh tay may mắn đầu tiên đặt hàng từ của Miyako Home thôi, còn những khách hàng về sau sẽ không được cái giá như thế đâu mọi người ơi, vẫn sẽ giữ giá gốc nha, chỉ áp dụng cho 36 khách hàng đầu tiên đặt hàng đặt đến từ Miyako Home thôi ạ. Mùi Iris là mùi gì vậy em? À chị Thu Trang ơi, mùi Iris là mùi của cung Bạch Dương, cái mùi này thì nó là nó giống như là cái mùi của chai Tom Ford với bạn chị đó chị. Cái mùi này thì thành phần của nó là gồm có gỗ đàn hương, những cái hoa trắng nó mix lại với nhau, với lại nó có một chút rượu rum nữa, cái mùi của nó thơm, nói chung là rất là dễ chịu, rất là sang như chị.
Thanh Phạm. Chị từng mua tinh dầu bên em rồi, thơm lắm. Dạ em cảm ơn chị Thanh Phạm rất nhiều ạ. Bây giờ cô Hôm luôn 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 là mang đến những cái giá trị thật và những cái giá trị sống động trong cái cuộc sống của mình, cho nên là mọi khách hàng đến bây giờ cô Hôm hãy yên tâm nha. Nói chung là tinh dầu và nến của bây giờ cô Hôm tất cả là đều thơm, đều chất lượng ok hết, cho nên là khi mà mọi người mua của bây giờ cô Hôm, mọi người đừng có chần chừ hay là mọi người đừng có sợ gì cả, bởi vì bên bây giờ cô Hôm đã có giấy chứng nhận xuất nhập những cái nguồn hàng từ châu Âu, những cái nguyên liệu từ châu Âu về để làm ra những cái dòng sản phẩm thiên nhiên tươi mới này đến với mọi người, cho nên là mọi người đừng có chần chừ gì hết mà hãy đến với Mia Cô Hôm nha. Em cảm ơn chị rất nhiều vì đã tin tưởng và ủng hộ bên em ạ. Nến đốt nến thơm có tác dụng gì không sớm? À thì bạn ơi, nói chung là các dòng nến thơm thì mình đốt là đều để cho căn phòng mình nó có hương thơm hơn, với lại là nhiều khi là đẹp hơn. Nhưng mà đến thơm bây giờ cô hôm thì sẽ làm thêm những cái mùi là gọi là thiên nhiên, những cái mùi thiên về thiên nhiên, và những cái mùi đó nó giống như là những cái mùi nước hoa, có thể là một phần nào đó nó giúp cho bạn relax tinh thần, nó giúp cho bạn thư giãn hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi, giảm stress một xíu, hoặc là bạn có thể trải nghiệm những hương thơm đó rồi bạn lấy nhiều cái cảm hứng hơn, hoặc là bạn sản sinh ra nhiều ý tưởng hơn cho cuộc sống của mình chẳng hạn. Cho nên là đừng chần chừ mà hãy vào livestream này, nhanh tay comment để lại số điện thoại và địa chỉ để được những cái set đến như thế này, giảm giá sale sập sình luôn, 290k sale chỉ còn 199k trong livestream này thôi cả nhà ơi. Nhắc lại là 290k sale chỉ còn 199k, áp dụng cho 36 khách hàng đầu tiên nha mọi người, chỉ áp dụng cho 36 khách hàng đầu tiên may mắn nhất thôi ạ. Thì sẽ được hỗ trợ giảm giá và free ship cho mọi người. Rồi cả nhà ơi, cả nhà và còn hỏi gì nữa không ạ? Thì cả nhà nhanh tay lên, tại vì cái số lượng này là nó có hạn cả nhà ơi, chỉ có 36 khách hàng đầu tiên thôi, và 36 khách hàng đầu tiên được săn những cái cốc nến thơm như thế này trị giá 299 sẽ còn 199 free ship luôn, cho nên là mọi người đừng chần chừ gì nữa. Và mình xin nhắc lại là hiện tại đến thơm mình sẽ có 3 mùi: Iris, Aqua với lại Score, tương ứng với lại là cung bạch dương, cung bọ bình và cung 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 bò cạp nha mọi người. Những cái mùi này đều rất là dễ chịu luôn, hay đi hướng rất là dễ chịu luôn. Và đặc biệt khi mà mọi người đốt nến thơm, không những mà nó giúp cho căn phòng mình thơm hơn, nó giúp cho mình thư giãn hơn, mà nó còn tạo ra cái sự ấm áp cho căn phòng của mình nữa. Cho nên là đừng chần chừ gì nữa mà hãy đến với Mia Cô Hôm và lựa chọn về cho mình những cái cốc nến thơm sang xịn mịn xinh xắn như thế này nha cả nhà. Đây. Đây cả nhà ơi. Quá sang luôn đúng không cả nhà? Quá là ok luôn cả nhà ơi. Chị Nhã Nghi, đốt nến nhiều quá có sao không anh? À Nhã Nghi ơi, thì cái dòng nến thơm này á, thì chỉ cần chị đốt ít thôi, một ngày tầm 15 đến 20 phút thôi là nó đã giữ cho cái phòng mình được hương thơm tầm vài tiếng rồi. Và trước khi đi ngủ hoặc là buổi tối mình thích cái phòng mình có hương thơm thì mình cứ đốt cho em nào, mình cứ đốt tầm 15 đến 20 phút thôi, mình đừng có đốt quá nhiều. Nhưng khi mình đốt quá nhiều thì cái hương nó sẽ quá nồng nặc, mình sẽ không cảm nhận được cái hương thơm mà nến nó mang lại. Nói chung là nến thì nó sẽ có tác dụng kích thích cái sự tập trung, nó mang đến cái sự ấm áp cho căn phòng của mình hơn, và nó sẽ thư giãn, nó mang được một cái giấc ngủ ngon hơn cho mình hay hai chị. Cho nên là nếu thì em chỉ khuyên chị là đốt một ngày đừng quá 3 tiếng cho em là đúng. Ok cả nhà yêu. U Trang, ship cho chị một nến aqua được không em? Rồi ok chị U Trang ơi. Nếu như mà chị muốn 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 ship một nến aqua thì nếu mà chị muốn ship một nến qua thì chị có thể là để lại số điện thoại với lại địa chỉ trực tiếp vào livestream này, hoặc là chị có thể nhắn tin trực tiếp cho fanpage để fanpage có thể hỗ trợ chị và tư vấn cho chị một cách nhiệt tình nhất và chốt đơn gia hạn cho chị một cách sớm nhất nha chị. Em xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Chị Út Trang là một vị khách hàng may mắn rồi đó, không biết là còn những vị khách hàng nào may mắn để rinh những cái nến thơm này về nữa mà. Và mình xin nhắc lại là số lượng có hạn nha mọi người, chỉ 36 khách hàng đầu tiên thôi ạ. Mua nến thơm thì cứ để lại số điện thoại cộng địa chỉ cho em nha. Số điện thoại cộng địa chỉ trực tiếp vào livestream này, hoặc là
nhắn tin trực tiếp vào fanpage cho em thì bên bên cũng không sẽ hỗ trợ mọi người chốt được một cách nhanh nhất và giao cho mình một cách nhanh nhất có thể ha. Khi mà mình có thể đốt được đó là mình đốt cho cả nhà xem đó là khi mà cái nến này nó cháy lên là nó sẽ còn đẹp như thế nào nữa. Tại vì trên livestream này không có được đốt lửa cả nhà, nhưng mà livestream mà đốt lửa thì bị chặn như cả nhà. Quá thơm cả nhà ơi. Tại mình vừa ngưỡng cái mùi xì cò cả nhà, quá là đỉnh luôn. Rồi tiếp theo anh Khoa Nguyễn, nến có tác dụng gì vậy sớ? À, anh Phong Nguyễn ơi, thì em xin nói luôn là nến thơm ấy thì nó có nhiều tác dụng lắm anh. Thứ nhất là nó sẽ thư giãn cho mình. Những ai mà bị stress ấy, thì có thể là khi mà mình đốt nến lên, mình cảm nhận cái hương thơm từ nến thì nó có thể là giúp mình giảm stress nào, ngoài ra là nó có thể khử mùi nè. Rồi khi mà mình chọn cái mùi nến thơm ấy, thì nó cũng thể hiện được cái tính cách, thì cái tính cách nó thể hiện tính tình của mình ở trong từng cái hương của nến ha. Thì ngoài những cái tác dụng nó ra thì nến nó còn có kích thích cái sự tập trung, nên nó giúp thư giãn, nó mang cái sự ấm áp cho căn phòng của mình và nó giúp mình ngủ ngon hơn. Đó là những cái tác dụng của nến thơm, cho nên là anh đừng chần chừ gì nữa mà hãy chốt đơn những cái nến thơm này trong livestream hôm nay của Mi Cô Hôm đi nha anh. Bởi vì chỉ duy nhất trong livestream ngày hôm nay thôi, Mi Cô Hôm sale lớn là 290k, sale chỉ còn 199k thôi, và đặc biệt là free ship cho 36 khách hàng may mắn đầu tiên nha. Cho nên là anh đừng chần chừ gì nữa mà hãy vào và tham khảo những cái dòng nến em. Hiện tại nến này thì chỉ có 3 mùi thôi, Aris, Aqua và lại Score, cho nên là anh hãy nhanh tay chọn những cái mùi mình yêu thích nha. Thì mình sẽ nói luôn là mùi Aris, Aris thì sẽ thơm là mùi gỗ gỗ đàn hương, mùi hoa trắng với lại mùi rum. Cái mùi nó giống như là cái mùi của trai Tom Ford với vẹt thì đó mọi người, nó thơm rất là sang, nó thơm bừng cái mùi hoa trắng lên luôn. Còn cái mùi aqua aqua thì nó là một trong những mùi mát ở bên mình. Cái mùi aqua đó nó sẽ là cái mùi của chai mật cơ ghi aqua đó mọi người, thì nó có gỗ tiết tùng với lại cái vị còn đắng canh chanh ngửi. Khi mà mọi người ngửi cái mùi hương của aqua thì mọi người có thể cảm nhận được là mọi người đang kiểu như ở một cái vùng biển nhiệt đới gì đó. Cái mùi nó rất là mát luôn, rất là trầm luôn. Còn xì co thì nếu mà anh chị nào đã từng dùng chai Kiehl's rồi đó, chai Becker đó, thì chắc chắn là mọi người cũng đã biết cái hương thơm đó rồi. Cái hương thơm của nó thì nó từ gỗ thụ phách với lại những hoa nhài li li, cho nên là nó ra một cái hương thơm rất là tinh tế, nó thơm và nó thơm tinh khiết của mùi hoa. Nó có một chút cái kiểu như là tinh nghịch ở trong, nhưng mà nó không thơm quá nồng, nó cũng không không có quá thơm gọi là ngọt, nó chỉ ngọt ngọt thanh tinh khiết của mùi hoa thôi. Cho nên là ba nến này sẽ có ba mùi đặc trưng riêng khác nhau cho mình lựa chọn luôn, và chỉ duy nhất trong livestream này sẽ được sale ra cả nhà ơi. 290k sale, 199k free ship cho mình luôn ạ. À, chỉ 36 khách hàng đầu tiên thôi, cho nên là đừng chần chờ gì nữa, hãy share khi mà kêu gọi bạn bè của mình vào để săn sale sập sình của Mini Cô Hôm ngay ngày hôm nay đi ạ. À, chỉ một tiếng trong livestream thôi mọi người ơi. Chị Mai Hoa, nến nào 199k vậy sớm? À chị ơi, hiện tại thì ba mùi nến bên em luôn á chị, ba mùi nến bên em là đều sale đồng giá hết, còn 199k thôi. Nhưng mà đặc biệt là chị sale cho 36 khách hàng đầu tiên đặt hàng thôi nha chị. Nếu như mà chị thích dùng nến và chị muốn trải nghiệm những cái hương nến bên Miyako Home thì chị hãy nhanh tay để số điện thoại cộng địa chỉ, hoặc là chị inbox trực tiếp với fanpage để fanpage có thể hỗ trợ tư vấn cái chuyện cách nhiệt tình nhất có thể nha chị. Rồi nhanh tay đi chị ơi, bởi vì số lượng là có hạn, số lượng là có hạn chị yêu ơi. Không có cái chương trình nào mà sale hời, cái chương trình để đâu. Khi mà 36 khách hàng đầu tiên đặt rồi là những cái nến sau thì nó sẽ trở về nguyên giá là 290k. Cho nên là ngay từ lúc này mọi người hãy nhanh tay, nếu như mà yêu thích những cái dòng nến thơm để đốt cho thơm phòng, thư giãn, relax cho bản thân mình, giúp khả năng tập trung hoặc là làm ấm căn phòng của mình hơn nữa, thì hãy nhanh tay comment vào trực tiếp cho team này, hoặc là nhắn tin trực tiếp vào fanpage để có thể được hỗ trợ một cách tốt nhất và rinh về cho mình những cái set nến này với giá cực kỳ ưu đãi, chỉ 199k thôi cả nhà ơi. Anh Bi Lê mùi nào thơm vậy sớm ơi? À anh Bi Lê ơi, thì như em nói đó, nến hiện tại là bên em là sẽ có ba mùi này, ba mùi là Aris, Aqua với lại Sico. Aris thì sẽ thơm sang trọng, thơm bừng mùi hoa trắng và lại mùi rum và rổ đàn hương.
còn aqua thì sẽ là mùa mát bên em. Aqua thì nó sẽ là cái mùa giống mùa mực cao gì đó, cái mùa mát, cái mùa của bụng tiết tù với lại cam tinh mũi, cái mùa nó rất là dễ chịu, mang hơi hướng của biển ha. Còn xì co thì nó sẽ thơm và cái kiểu nó thơm thanh khiết, nó hơn mùi hoa, nó hơn mùi gỗ hồ phách và hoa nhài lily và sâm bắc, nó hơn một cách tinh khiết và ngọt ngọt một xíu. Cho nên là tùy vào cái tính cách mà anh thích cái hương như thế nào thì em có thể là tư vấn cho mình ha. Anh thích mùi mát mát ý em? Dạ vâng ạ. Nếu mà anh thích cái mùi mát ấy, thì em khuyên anh là nên chọn cái mùi aqua cho mình ha. Cái mùi aqua này là cái mùi mát bên em luôn, cái mùi nó rất là dễ chịu luôn nha anh. Ngoài rỗ tiết tùng, vị ngọt đắng của cam chanh mũi ra thì nó sẽ giúp cho anh là có một cái cảm giác như là anh đang ở một cái vùng biển nhiệt đới đó, rất là tươi mát luôn, rất là tươi trẻ luôn. Nên là anh đừng chần chừ gì nữa mà hãy chốt đơn ngay cái mùi aqua này về cho mình nếu như anh thích những cái mùi mát như thế. Chị Tiên Huỳnh chốt em một Aris với lại một Aqua đi shop ơi, có còn giảm giá không? Dạ còn chị Tiên Huỳnh ơi. Vâng ạ. Tiên Huỳnh ơi, bạn 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 hãy nhanh chóng đi vào fanpage của shop hoặc là bạn comment trực tiếp vào livestream này nha, bạn comment trực tiếp hoặc là nhắn tin lại vào fanpage của shop số điện thoại cộng địa chỉ đi để shop có thể tư vấn và hở lên đơn và giao hàng cho bạn một cách nhanh nhất nha bạn Tiên Huỳnh ơi. Sẽ chúc cho bạn Tiên Huỳnh một Aris và một Aqua luôn nha bạn Tiên Huỳnh. Bạn cứ vô nhắn tin trực tiếp vào fanpage cho bạn Tiên Huỳnh ơi, shop bây giờ cô Hôm sẽ hỗ trợ cho bạn hết mình luôn ha. Rồi Đạt Bùi, mùi Aris có giống như chai nước hoa lúc nãy không em? Dạ giống chứ anh Vân ạ. Em xin tính chính là rất là giống luôn nha, có thể là 99% luôn nha. Đây ạ, đây chính là cái chai Tom Ford với vẹt cho mọi người. Cái mùi nến Aris nó y chang như thế luôn mọi người ơi. Nó là cái nó bởi vì á, cái tinh dầu của nó đã làm ẩm đúc của chai Tom Ford rồi, nhưng mà khi mà làm nến này thì nó có sáp cọ nước mà đốt lên thì cái mùi nó vẫn giữ y chang như thế thôi nha anh Đạt mình ơi. Nhưng mà anh thích cái mùi hương thơm của Tom Ford với vẹt đó thì anh cứ chọn cái nến Aris cho em để đốt cho thơm và ấm nhà của mình anh nha. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Nến này dùng được bao lâu rồi sức? À bạn ơi, thì mình sẽ nhắc lại là nến này nếu như mà mình đốt liên tục có thể sử dụng là trong là 50 giờ, đốt liên tục trong 50 giờ. Nhưng mà một ngày mình khuyến cáo bạn đừng nên đốt quá 3 tiếng giúp mình là được ha. Một ngày bạn chỉ cần đốt 15 đến 20 phút trước khi bạn muốn căn phòng mình thơm hay là nó sẽ giữ hương trong phòng mình tầm 2 đến 3 tiếng rồi. Cho nên bạn cứ thoải mái mà sử dụng nến ha. Cho nên là trong livestream này luôn 199k thôi, đốt liên tục 50 giờ quá hồi luôn bạn yêu ơi. Bạn cứ vào nhắn tin trực tiếp cho fanpage để được tư vấn hỗ trợ cách nhiệt tình nhất nha. Tinh dầu có sale không shop? À chị ơi, thì hiện tại trong livestream này thì em chỉ Miyako Home chỉ gửi đến cái quà tặng đó là sale đến cho mọi người thôi nha, sale set đến cho mọi người thôi. Còn ngoài ra thì tinh dầu vẫn chưa có chương trình sale hả chị. Nếu mà như mà chị muốn săn sale tinh dầu thì chị có thể theo dõi trên cái trang fanpage của Miyako Home. Chị theo dõi thường xuyên, chị cập nhật tin tức thường xuyên thì có thể là Miyako Home sẽ thông báo cho mình về những cái chương trình khuyến mại sắp tới để chị có thể săn sale một cách nhanh nhất nha chị. Và hiện tại thì trong livestream này thì em chỉ sale nến thôi, thì cô Hồng chỉ sale nến thôi, 290k sẽ còn 199k cho 36 khách hàng may mắn đầu tiên thôi ạ. Một hũ nến vậy là bao nhiêu vậy sớm? Thì như em vừa nói đó, hiện tại là nến đã độc giá hết luôn anh, chỉ 199k thôi ạ. Hiện tại trong livestream này sẽ sale 290 còn 199k free ship cho mình luôn ạ. Và số lượng có hạn nha mọi người, nhắc lại là số lượng có hạn chỉ 36 khách hàng may mắn đầu tiên thôi. Cho nên là mọi người hãy nhanh chóng vào xem livestream và chốt đơn cho mình những cái mùi hương mà mình yêu thích nha. Rồi cả nhà ơi, cả nhà hãy vào đi cả nhà, rất rất là thơm luôn nha cả nhà. Ba mùi này Aris Aqua Sico hôm nay sale rồng giá 199k luôn cả nhà ơi. Cả nhà nào mà thích đốt nến thơm thì cứ vào inbox trực tiếp hoặc là comment trực tiếp vào trong cái livestream này để lại số điện thoại địa chỉ cho để lên số điện thoại địa chỉ cho mình đi. Mình và hệ thống fanpage của Miyako Home sẽ hỗ trợ các bạn hết mình, tư vấn các bạn hết mình để lên đơn và giao cho các bạn một cách nhanh nhất luôn nha. Chỉ trong livestream hôm nay thôi 290k sẽ còn 199k thôi mọi người ơi. Quá hồi cho một cốc nến như thế này luôn. Rất là thơm luôn nha cả nhà. Đây. Đây rất là thơm luôn cả nhà ơi. Không thể nào mà được. Ngoài ra đây, ngoài ra trên cốc nến còn có ghi tên sản phẩm nữa nha cả nhà, cho nên không sợ nhầm nha cả nhà ơi. Đây một cốc nến rất là xinh xắn như thế này đây, chỉ 199k trong livestream này thôi. Nhanh tay nào cả nhà ơi, nhanh tay nào.
Châu nến chỉ có ba mùi này thôi hả sếp? Bạn Hoàng Nguyễn, đúng rồi bạn ơi, đúng rồi bạn Hoàng Nguyễn ơi. Hiện tại là trong livestream này thì mình sẽ sell ba hương này, là Iris Aqua Balsica, đồng giá là 199k nha bạn. Nếu như mà bạn thích nến thơm thì có thể là inbox trực tiếp cho fanpage để fanpage tư vấn cho bạn về những cái dòng nến này và chốt đơn như một cách nhanh nhất nha. Biết được bạn là những khách hàng may mắn trong 36 khách hàng rồi sao, bạn sẽ được giảm giá 199k nha bạn ơi. Đây, tiếp tục. Nến quá đẹp luôn phải không cả nhà? Mình dùng nến bên Miyako rồi, thơm lắm ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn bạn Mỹ Lan ạ. Chắc chắn là bạn bạn đã có một trải nghiệm tuyệt vời với lại những cái dòng sản phẩm của Miyako Home rồi đúng không nào? Cho nên là mong là trong thời gian sắp tới bạn hãy tiếp tục ủng hộ Miyako Home bạn nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hôm nay sale nữa hả sếp? Đúng rồi Mỹ Lan ơi, hôm nay nến này mình sale nè. Hôm nay nếu mình sale nè, có thể là mình được bạn mua là 290k nhưng mà hôm nay mình sale là 199k thôi. Cho nên là bạn hãy nhanh tay vào đặt hàng ngay như Mỹ Lan. Nếu mà bạn thích nến và nến cũ hết rồi, bạn hãy nhanh tay vào đặt hàng nến mới để dùng ngay. Chỉ còn 199k free ship cho bạn thôi. Rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người rất nhiều đã vào xem livestream hôm nay của Miyako Home nha mọi người ơi. Chia sẻ livestream đi. Rồi. Thì hiện tại thì thời gian nó không còn nhiều nữa mọi người ơi, cho nên là mọi người yêu thích những cái dòng nến thơm, đặc biệt là những cái dòng nến thơm mang hơi hướng nước hoa như là bên Miyako Home thì mọi người hãy vào xem livestream nhanh nhất có thể nghe, bởi vì chương trình livestream sắp kết thúc rồi mọi người ơi. Thời gian là có giới hạn cho nên là mọi người hãy nhanh tay lên nha cả nhà. Ok, vậy là 1 tiếng đã trôi qua rồi, cho nên là mình xin kết thúc lại cái chương trình livestream sale đến ngày hôm nay. Và chắc chắn rằng đã có 36 khán giả may mắn đã là người nhận được cái chương trình ưu đãi đến từ Miyako Home là 299k sẽ còn 199k rồi cả nhà ơi. Mình xin trước khi đó là chào với cả nhà, thì mình hy vọng là mọi người có thể tiếp tục theo dõi fanpage và theo dõi Miyako Home để có thể là cùng đồng hành cùng với Miyako Home trong thời gian sắp tới để nhận những cái chương trình ưu đãi tiếp theo nữa nhé. Và rất mong và rất tiếc cho những bạn hôm nay không không săn được sale thì có thể là săn sale trong thời gian sớm nhất nha mọi người. Còn hôm nay thì chương trình live hôm nay thì chắc là phải xin kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ Miyako Home ạ. Bye bye mọi người, chúc mọi người một tối vui vẻ.